Bắt đầu làm với cái cục sạc laptop hiệu Lithion này các bạn nha. Nó ra 19V, dòng của nó là 3,5A. Các bạn cắm nguồn điện vào, đèn xanh là báo các bạn nha. Và bây giờ là tiến hành đo tìm cái chân điện hô tiếp tại vị trí chân số 2 của con chip 8 chân này các bạn. Đầu tiên mình đo điện 19 xem có không. Có điện 19 các bạn nha. Và mình dí vào chân số 2 các bạn. Thôi các bạn để ý chân số 2 nha. Nó đang chỉ là 2,5V các bạn nha. 2,5 nha. Rõ ràng là chính xác như vậy. Và mình đo luôn chân số 3 cho các bạn xem. Nó cũng là tầm tầm 2,5. Như vậy là theo lý thuyết thì chân số 2 và chân số 3 đều là 2,5 và các bạn sẽ chọn chân số 2 để hàng điểm giữa VR nha. Bây giờ các bạn hàng cái VR 3 chân này vào. Cách hàng đó là hai chân ngoài cùng của VR hàng vào âm và dương của tủ lọc điện ra 19V này. Và chú ý cái chân ngoài phía bên trục đồng này là hàng vào chân dương tù các bạn, để vặn được cùng chiều kim đồng hồ các bạn nha. Sau đó các bạn vặn con ốc này chỉnh làm sao cho điểm giữa của nó ra được 2,5V. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Ở đây là đang là 19 các bạn nha, mà bên này là nó hiện tại đang là bao nhiêu vôn nè, 5,8V. Mình sẽ chỉnh con ốc này tới vị trí 2,5 các bạn nha, là mình sẽ dừng lại. Sau đó mới hàng điểm dựa vào chân số 2 của con chip 8 chân các bạn nha. Ba vôn rồi các bạn, thêm một xíu nữa các bạn nha. Rồi tầm nó được, không cần phải chính xác 2,5. Lúc đó nó ra bao nhiêu vô là tùy. Bây giờ nó xuống 1,5 rồi các bạn. Mình sẽ lùi lại. Các bạn nên cẩn thận làm điều này. Lúc đó các bạn hàng vào là nó sẽ có điện áp. Rồi 2,2 các bạn nha. Bây giờ là mình sẽ hàng điểm giữa này vào chân số 2. Rồi bây giờ hưởng thụ thành quả các bạn ơi. Sau khi mình hàng sợi dây màu đen vào chân số 2 của con chip 8 chân này á, thì nó thực hiện nhảy lên là 21V liền các bạn. Có hiệu quả ngay lập tức. Và bây giờ mình sẽ chỉnh con ốc này cho các bạn xem nó thay đổi thế nào nha. Đó, mình chỉnh lui này, nó giảm này. Lúc trước là 19V các bạn, bây giờ các bạn muốn bao nhiêu vôn cũng được. Thôi, mình cho xuống 12 nha. 10 này, 9 này. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy được kết quả đó các bạn ha, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ phải nói rằng là thành công và cách làm là như vậy các bạn nha. Mình sẽ chiếu cái này lên sạc một tí để cho các bạn xem nha. Nhưng mà mình sẽ rút điện ra để tránh nguy hiểm. Ở đây mình hàng ra ngoài là vì nó dễ hàng hơn các bạn. Các bạn quan sát dây màu đen nha, mình hàng ra ngoài cho nó dễ hàng thôi các bạn nha. Chân dựa này rồi, như vậy là đã hoàn thành một nguồn các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cách làm cái cục sạc nguồn sung hoặc bất kỳ loại nào có thể điều có thể chỉnh lên điện áp từ 0V tới 28V. Và tùy các loại mà điện áp nó mở rộng nhiều hay ít các bạn nha. Và bí quyết là nằm ở chỗ là các bạn sẽ lấy một cái VR các bạn. Một cái VR 5K. Nó có 3 chân và các bạn gắn vào ở bên trong bo mạch ở một vị trí thích hợp là nó sẽ hoạt động thay đổi điện áp của tất cả các nguồn sung này một cách thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở ra để làm các bạn nhé.
Sau khi mà tháo ra, mình là hàng thêm hai sợi dây màu xanh màu đỏ vào cái cổng USB này và cắm cái đồng hồ đo mình tự chế này vào các bạn, cho nó dễ đọc kết quả. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Các bạn thấy nó đang đọc là 12.4V, nguyên zin của nó chưa tác động cái VR này vào các bạn nha. Bây giờ là giây phút quan trọng gắn cái VR này vào. Mình sẽ giới thiệu trên màn hình chi tiết cách gắn để các bạn theo dõi và làm cho đúng các bạn nha. Đã hàng VR 5kΩ này vào vị trí thích hợp của nó rồi các bạn nha. Giờ mình sẽ đưa sát cho các bạn xem. Hai chân bên ngoài của VR hàng vào âm và dương của tủ lọc nguồn. Tủ lọc nguồn là tủ này các bạn nha. Còn chân giữa, chân số 2 là mình nối sợi dây màu xanh này các bạn, hàng vào chân số 1 của con TNL431. TNL431 là màu đen này các bạn nha. Nó có 3 chân các bạn. Vậy là giai đoạn cắm vào đã xong các bạn nha. Giờ là chúng ta sẽ hưởng thụ cái thành quả chính thức. Mình sẽ cắm điện nguồn 220V AC vào và có thay đổi điện áp. Bây giờ còn 9V thôi các bạn. Các bạn có thể chỉnh bao nhiêu volt tùy ý các bạn bằng cách là dùng một con vít led gắn vào con ốc này các bạn nha. Và sau đó quay chỉnh. Bây giờ mình sẽ tạm thời chỉnh để cho nó giảm áp xuống 8V chẳng hạn các bạn nha, 7V các bạn nha, các bạn muốn xuống nữa cũng được, tùy các bạn. Bây giờ các bạn muốn lên thì các bạn sẽ bằng theo chiều lên các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bằng cho nó tăng lên nè. Cái hay của cái VR này là các bạn chỉnh muốn lên bao nhiêu volt cũng được, sau khi các bạn gắn đúng vào vị trí thích hợp. 10V rồi các bạn nha, mình sẽ cho lên 11V và 12V như ban đầu xem. 11V rồi, 12V là nguyên gốc của nó các bạn. Bây giờ mình sẽ vặn cho nó tăng lên các bạn nha. Mười lăm vôn các bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp tục 18V các bạn ơi, 20V rồi các bạn. Như vậy là khả năng là 21V các bạn, 21V là chấm dứt. 21V các bạn nhé, là hết cỡ của VR này. Vậy là chúng ta đã vừa rồi vặn xuống được 6V và lên được 21V các bạn. Bây giờ các bạn hãy lưu ý là hai cái tủ này các bạn nhé. Hai tủ này các bạn phải thay cho nó lớn lên để nó không bị cháy nổ khi các bạn lên điện áp cao các bạn nhé. Đó là điều nên lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào và chỉnh xuống lại các bạn. Bây giờ các bạn sẽ làm cái này như thế nào?
Các bạn muốn bao nhiêu là tùy các bạn nha. Mình sẽ dừng vị trí 12V như cũ xem sao các bạn. Rồi, cho là 12V các bạn. À, mình sẽ dùng cái này làm việc gì đó tùy các bạn nha. Bây giờ việc quan trọng cuối cùng là các bạn thiết kế cái này làm sao để có thể chỉnh được. Sau khi các bạn cho vào hộp tất cả là đã hoàn thành được tất cả các việc làm quan trọng nhất rồi các bạn nha. Tiếp theo sơ đồ các bạn làm là thành công. Chúc các bạn làm thành công và làm đẹp hơn mình các bạn nhé. Cuối cùng các bạn hãy quan sát một lần cái cách mình đang làm. Đồng hồ này sẽ có một video riêng các bạn và các bạn tìm ở trong cái kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.